Đúng 7 rưỡi sáng ngày 24 tháng 11, lực lượng thi hành án dân sự, công an thành phố, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng cùng các ban ngành quận Lê Chân đã có mặt tại số nhà 216 Tô Hiệu, phường Trại Cao để chuẩn bị cưỡng chế theo bản án được tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành vào tháng 12 năm 2020. Sau khi công bố quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng đã tiến hành hoạt động rà phá bom mìn. Theo đó, bản án của tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng buộc ông Dương Khắc Thịnh và bà Đỗ Kim Dung, trú tại số 216 Tô Hiệu, phường Trại Cao, trả nhà, giao căn nhà trên cho bà Đỗ Thị Hằng. Theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Sở Xây dựng Hải Phòng cấp ngày 8 tháng 11 năm 2006, đứng tên bà Đỗ Thị Hằng. Được biết, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã tiến hành giải quyết việc thi hành án theo đúng trình tự, quy định pháp luật, triệu tập nhiều lần nhưng ông Dương Khắc Thịnh và bà Đỗ Kim Dung không chấp nhận phán quyết của tòa án nhân dân, không tự nguyện bàn giao tài sản.